Câu chuyện khôn ngoan là biết rõ sự giới hạn của mình. Trong một lần giảng dạy đạo lý cho các học trò sau khi nói xong một luận điểm khó Khổng Tử hỏi các con đã nắm được những gì ta vừa nói chưa? Các học trò sau một lúc suy tư thì gật gù tỏ ra tâm đắc trọng do thấy các bạn đều tỏ vẻ hiểu biết thì cảm thấy bối rối vô cùng vì cho rằng chỉ mình cậu là chẳng hiểu những gì thầy mình vừa dạy. Thoáng thấy nét mặt đó của Trọng do Khổng Tử đã hiểu ngay. Ông nhìn Trọng do hỏi lại Trọng do con đã hiểu những lời vừa rồi như thế nào? Trọng do ấp úng dạ thưa thầy thì là càng nói cậu ta càng run lẩy bẩy. Khổng Tử nghiêm nghị Trọng do
nếu. Hiểu. Hãy nói rằng hiểu nếu không hiểu. Hãy nói không hiểu để thầy và các bạn giải thích lại cho con. Người ngu si mà giấu dốt là đại ngu si. Người trung thực thừa nhận mình ngu si mới thực là khôn ngoan.